Mèo con chào mừng các bạn ghé thăm kênh Mỹ Hương Mầm Non. Ngay bây giờ, các bạn cùng với mèo con khám phá vị trí trong ngoài, trên dưới, trước sau. Các bạn ạ, khi biết xác định vị trí trong không gian so với bản thân sẽ giúp cho các bạn rèn luyện kỹ năng quan sát, định hướng tốt trong không gian và phát triển khả năng ghi nhớ tốt hơn trong quá trình học tập. Vì vậy, hãy xem kỹ và xem đến cuối video này để nhận được từ khóa định hướng không gian. Hãy tặng cho cô một like, một subscribe và một chia sẻ trước khi chúng ta bắt đầu nha. Quả bóng ở trên. Quả bóng ở trên. Quả bóng ở dưới. Quả bóng ở dưới. Quả bóng ở trước. Quả bóng ở trước. Quả bóng ở sau. Quả bóng ở sau. Quả bóng ở trong. Quả bóng ở trong. Quả bóng ở ngoài. Quả bóng ở ngoài. Quả bóng ở phía trên. Quả bóng ở phía trên. Quả bóng ở bên cạnh. Quả bóng ở bên cạnh. Quả bóng ở chính giữa. Quả bóng ở chính giữa. Bạn mèo con ở trong ly. Bạn mèo xám ở trên. Bạn mèo đen ở giữa. Bạn mèo vàng nâu ở dưới. Bạn mèo ở trong bình. Bạn mèo con đội chiếc nón. Chiếc nón ở phía trên đầu mèo con. Bạn mèo con chạy phía trước. Bạn mèo con chạy phía sau. Bạn mèo con bắt bạn chuồn chuồn. Chuồn chuồn ở phía trên. Mèo con ở dưới. Bạn mèo con nằm trên võng. Mình cùng khám phá đèn giao thông. Đèn giao thông ở trên cùng màu gì? Thưa cô, đèn đỏ. Đèn giao thông ở giữa màu gì? Thưa cô, đèn vàng. Đèn ở dưới màu gì? Thưa cô, đèn xanh. Chúng mình cùng khám phá đoàn tàu hỏa. Đầu tàu ở phía? Ở phía trước. Toa tàu có bạn trai ở giữa. Toa tàu bạn gái mặc áo đỏ ở giữa. Và toa tàu bạn gái mặc áo hồng ở sau. Bài thơ con voi. Con vội con voi. Cái vòi đi trước. Hai chân trước đi trước. Hai chân sau đi sau. Còn cái đuôi đi sau cuối. Tôi xin kể nốt câu chuyện con voi. Con vội con voi. Cái vòi đi trước. Hai chân trước đi trước. Hai chân sau đi sau. Còn cái đuôi đi sau cuối. Tôi xin kể nốt câu chuyện con voi. Và tiếp theo, mời các bạn cùng tham gia trò chơi đôi bàn tay xinh. Các bạn à, các bạn cùng đếm xem đôi bàn tay có bao nhiêu ngón nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn đã biết đôi bàn tay của mình có 10 ngón rồi. Vậy con biết tay nào là tay phải và tay nào là tay trái chưa? Các con đưa bàn tay ra trước mặt nha. Các bạn nhìn xem nè và làm giống cô. Tay này là tay phải và tay này là tay trái. Con chào cô và các bạn. Thưa cô, tay này là tay phải của con. Thưa cô, tay này là tay trái của con. Thưa cô, phía phải của con. Thưa cô, phía trái của con. Và đây là phía trước mặt. Và đây là phía sau lưng. Mời các bạn cùng đọc lại các từ chỉ vị trí trong không gian. Quả bóng ở trên. Quả bóng ở trên. Quả bóng ở dưới. Quả bóng ở dưới. Quả bóng ở trước. Quả bóng ở trước. Quả bóng ở sau. Quả bóng ở sau. Quả bóng ở trong. Quả bóng ở trong. Quả bóng ở ngoài. Quả bóng ở ngoài. Quả bóng ở phía trên. Quả bóng ở phía trên. Quả bóng ở bên cạnh. Quả bóng ở bên cạnh. Quả bóng ở chính giữa. Quả bóng ở chính giữa.
mời các bạn cùng tham gia trò chơi đôi bàn tay xinh. Các bạn à, các bạn cùng đếm xem đôi bàn tay có bao nhiêu ngón nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn đã biết đôi bàn tay của mình có 10 ngón rồi. Vậy con biết tay nào là tay phải và tay nào là tay trái chưa? Các con đưa bàn tay ra trước mặt nha. Các bạn nhìn xem nè và làm giống cô. Tay này là tay tay phải và tay này là tay trái. Con chào cô và các bạn. Thưa cô, tay này là tay phải của con. Thưa cô, tay này là tay trái của con. Thưa cô, phía phải của con. Thưa cô, phía trái của con. Và đây là phía trước mặt. Và đây là phía sau lưng. Video đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ để nhiều bạn cùng nhận được những bài học thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.